phần thân tập hội phẩm thứ hai. Một, hóa thân cùng quyến thuộc, lúc đó phần thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả được, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời đau đời. Do nhờ thần lực của Như Lai, phần thân đó thì với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương cũng đều đọc đến số nghìn muôn ức Na Do Tha đồng cảm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phần thân đó hãy đều nhờ ngài Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trọn nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay rồi lặn trong vòng sanh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào là tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thể nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đã được chứng thành đạo quả. Đại chúng đó khi đến cung trời đau lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Hai, Đức Như Lai an ủi quý thác. Bây giờ Đức Thế Tôn giơ tay sát vàng, xoa lạnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác vũ trụ mà giáo hóa những chúng sanh cai cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ ta về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác, muốn độ chúng đó ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó có người căn tánh sáng lẹ, nghe pháp của ta thời liền tính nhận, có người phải khuyên bảo ân cần mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ do vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hàng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối để làm lợi ích cho chúng sanh, để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni, từ gọi tắt, từ bảy di dẫn đến hiện ra thân thanh văn, la hán, bích chi phật, vân vân, chớ chẳng phải chỉ riêng thân phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem, ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh tội khổ khó khai hóa như thế. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ, ta ở cung trời đau lợi, ân cần phó trúc đây, mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này, đến lúc Phật Di Lặc ra đời, đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, và Phật được Đức Phật thọ ký. Bây giờ, những hóa thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở khắp nơi trên thế giới hiện chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con thần được Đức Thế Tôn tiết độ các diệu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn, con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm ngàn muôn ức thế giới, mỗi thế giới hóa hiện trăm ngàn muôn ức thân, mỗi thân hóa độ trăm ngàn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi tam bảo khỏi hẳn vòng sanh tử, hưởng vui niết bàn. Nếu có chúng sanh nào ở nơi trong Phật pháp có thể làm việc lành chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hộp cát, một bụi nhỏ, cho đến chừng mảy lông tóc, con cũng đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cúi mừng Đức Như Lai, trở về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cúi mừng Đức Như Lai, trở về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Bây giờ Đức Phật khen ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay, hay thay, ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, xưng danh hiệu chư Phật, phẩm thứ năm, một, Phổ Hiền hỏi. Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa nhân giả, xin ngài vì trời, rồng, bát bộ và những chúng sanh trong đời sau mà nói rõ danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng sanh chịu tội khổ trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này, và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng:
cơ nhân giả, này tôi ngưng oai lực của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của những địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Hai, danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân giả, phương đông của cõi Kim Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Viên. Dãy núi này tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Xa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngư, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Tư, lại có địa ngục tên là Thiên Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Cát Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, lại có địa ngục tên là Đàm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Trảm Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiếu Oán, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phẫn Miếu, địa ngục Tông Tỏa, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngư, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục Cứu Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đạo Thức, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Hỏa Lăng. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, những đến trăm nghìn trong số đó, danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng, nhân giả, đó là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu dần biển cả, có thể năng đào thắng. Vì thế chúng sanh chớ tính điều quấy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dầu đến mấy muốn cũng phải chịu lấy. Chỉ thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường. Dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương oai thần của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo trong địa ngục, trong môn nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng, dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho chúng sanh có tâm hành ác trong đời mà pháp sau này nghe được những lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, thưa nhân giả, những tội báo trong chốn địa ngục là như vậy. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ gà xoa ăn, hoặc có địa ngục vạt dầu sôi sùng sục nấu mấy thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng ngượng lửa lớn bay tấp vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phẫn tiểu, hoặc có địa ngục lao gai chọc sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt cuốn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắt. Nhân giả, những quả báo như thế, trong mỗi ngục lại còn có trăm ngàn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này đều là do các hành nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm ngờ ra. Nếu tôi thuộc rõ cả những sự về tội báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm ngàn thứ khổ sở, uống chi là địa ngục. Nay tôi đừng oai thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược về việc đó, nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nói cũng không hết. Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện phẩm thứ 9. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nay có vị chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn, của xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu hết tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn bày nhiều phương tiện, bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử như ông sớm làm xong nguyện đó, ta dầu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa.
Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về mọi quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, người này sẽ siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp, cũng nữa là về đắc tình tượng cũng dường 8 tháng. Người này đặng vô lượng vô biên phước lợi, lại hằng hà sa kiếp về thời quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy y với Phật trong khoảng thể móng tay, người này trọn hẳn không thối chuyển, nơi nào vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ đặng vô lượng các Đức Phật xoa lãnh thọ ký cho. Lại bất khả thuyết, bất khả thuyết, vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Sư Tử Thống Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy y với Phật trong chừng một niệm, người này sẽ được vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Công Đức Tôn Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chỉ tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại 8 tháng, người này nơi pháp hội của một mình Đức Phật trong hiền kiếp thường là vị đại phạm hương làm Phật thọ ký đào vô thường cho. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi sa đọa vào chúng ác đạo, thường được sanh vào cõi trời, người hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lại vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Đa Bảo Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở cõi trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào đến danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cung kính, không bao lâu sẽ đặng quả A La Hán. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hà sa chư Phật nói nhiều pháp màu cho, tiền đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thuở quá khứ có Đức Tịnh Nguyện Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thân Phật, Đức Mãn Nguyện Phật, Đức Nguyện Diện Phật. Có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế, tất cả các chúng sanh ở trong đời hiện tại cùng thuở vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đạt nhiều lợi ích lớn, không còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Như có người bệnh nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà, nhận đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống hồ là người đó tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Địa Thần Hộ Pháp phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kiền Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thề nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này,
như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cùng hóa hiện trong mình thân hình để hóa độ tất cả chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây các thể nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường, trả đến kiếp số nhiều như số khác trong trăm nghìn muôn ước sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét chúng sanh trong đời sau và hiện tại nay, nếu ở nơi sạch sẽ, ở phương Nam, nơi phần đất của mình cư trụ, mà có thể dùng đất, đá, tre, gỗ, mà dựng cất cái khám, cái thất, trong đó có thể họa vẽ, cho đến dùng vàng, bạc, đồng, sắt, đúc nắng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương, cúng dường, chịu lễ, ngợi khen, thời chỗ người đó ở, được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đức cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng được toại ý cả, sáu là không có tai họa về lửa và nước, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau và hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vị Kim Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cũng nhờ hình tượng Bồ Tát, thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó, làm cho tất cả sự tai nạn như nước, lửa, trộm cướp, nạn lớn, nạn nhỏ hãy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo vị Kỳ Lao Địa Thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông các vị thần khác ít ai bằng, vì cớ sao vị đất đai trong cõi Di Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây cát đá, lúa, me, tre, lau, gạo, hóc, những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày, ngợi khen những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát như thế, thời công đức và thần thông của ông lại thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào có thể đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể làm một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã dạy, thời ông nên dùng thần lực của ông thường hộ trì người đó, chớ để tất cả sự tai họa đến nghe nơi tai, huống nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có các hàng quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì người đó đọc tụng kinh bổn nguyện này, tự nhiên được rốt ráo, xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Ha ha ha,